Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2021, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo nhiệm kỳ 9 2021-2026 tại văn phòng Ban trị sự Chùa Tâm Hòa, xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Quang Lâm chứng minh và tham dự có Chư Tôn Đức lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Chư Tôn Đức đại diện Ban trị sự các huyện thị xã thành phố lân cận, Chư Tăng ni Phật tử huyện Đại Lộc, các ban ngành chính quyền địa phương, Phát biểu khai mạc đại hội, Đại đức Thích Thắng Thiện, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, trưởng ban tổ chức đại hội cho biết. Đại hội hôm nay là cơ hội để chúng ta kiểm tra lại nền tảng mái nhà chung của Phật giáo huyện nhà, cùng nhau chung sức chung lòng xây dựng kiên cố hơn, tô điểm tươi đẹp hơn với chất liệu là kỹ cơ, trách nhiệm đoàn kết phát triển tại đại hội đại đức thích an hiệp phó ban kim chánh thư ký ban trị sự Phật giáo huyện đại lộc đã báo cáo tổng kết các hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ 2016-2021 theo đó toàn huyện có 31 cơ sở chùa với 53 tăng ni và điều chúng có 26 cơ sở chùa đã bổ nhiệm trụ trì trong 5 năm qua ban trị sự Phật giáo huyện còn tổ chức bố tác điều đặng mỗi tháng một lần vào ngày 14 tại văn phòng ban trị sự chùa tâm hòa xã đại quang và một lần cuối tháng tại tổ đình trúc thánh thành phố hội an đặc biệt đối với những ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban trị sự Phật giáo huyện đã có các chỉ đạo kịp thời và đảm bảo sinh hoạt tôn giáo trang nghiêm và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ban trị sự Phật giáo huyện cũng đã có những hoạt động đẩy mạnh công tác hoàn pháp và luôn coi đây là nhiệm vụ trọng yếu cốt lõi của giáo hội như thường xuyên tổ chức khóa tu bác quan trai tập trung, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu mùa hè, trại hè. Toàn huyện có 12 đơn vị gia đình Phật tử sinh hoạt thường xuyên với 36 huynh trưởng và 520 đoàn sinh. Đối với công tác từ thiện nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo huyện đã hỗ trợ xây dựng 10 ngôi nhà tình thương, chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, bão lụt, dịch bệnh, tổng giá trị hơn 24 tỷ đồng. Nhiều hoạt động được đưa vào chương trình hoạt động nhiệm kỳ mới để định hướng phát triển lâu dài của Phật giáo Đại Lộc trong tương lai như xin xây dựng trụ sở văn phòng ban trị sự huyện tại khu đất mới Khang Trang để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của giáo hội, xin cấp đất xây dựng nghĩa trang Phật giáo huyện Đại Lộc thành lập cơ sở trực thuộc giáo hội tại Đại Cường, Đại Chánh, Đại Tân, phục hồi lại chùa Trúc Lâm năm 1849 và chùa Bàn Trạch năm 1913 tại xã Đại Quang, đề xuất phối hợp thực hiện việc bảo tồn chùa Di tích Phổ Khánh 1678 nằm trong khuôn viên chùa Lộc Nghĩa. Sau khi Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 8 tuyên bố mãn nhiệm, Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc nhiệm kỳ 9 2016-2021 với 4 vị chứng minh, 9 vị thường trực và 17 ủy viên. Đại đức Thích Thắng Thiền tái đắc cử làm trưởng ban trị sự, trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc, Đại đức Thích Thánh Nhẫn làm phó ban trị sự, trưởng ban kinh tế tài chánh, Đại đức Thích An Hiệp làm phó trưởng ban kiêm chánh thư ký thay mặt chính quyền ông lương tấn thành ủy viên ban thường vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện đại lộc phát biểu ghi nhận đóng góp nhiều mặt của ban trị sự phật giáo huyện đặc biệt trên mặt trận đại đoàn kết dân tộc từ thiện xã hội Ông mong Phật giáo huyện sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ trước, gắn kết chính quyền, phát huy tinh thần đại đoàn kết. Thay mặt Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Hòa Thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó Ban trị sự, Trưởng Ban giáo dục Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đại hội cấp huyện, ghi nhận và tán thán công đức Ban trị sự Phật giáo huyện Đại Lộc, nhất là các cơ sở chùa trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều hoạt động Phật sự rất tốt, từ nghi lễ tổ chức Phật đảng đến khóa tu tập từ thiện xã hội. Trong nhiệm kỳ tới, hy vọng Ban trị sự Phật giáo huyện Đà Lộc đạt được nhiều thành tích hơn nữa để đóng góp vào ngôi nhà chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng cũng gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương trong thời gian qua đã tạo mọi điều kiện để Phật giáo huyện hoàn thành các công tác Phật sự, mong rằng các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm ủng hộ hơn nữa trong thời gian đến, nhất là việc trùng tu lại các ngôi di tích và hỗ trợ giúp đỡ Ban trị sự Phật giáo huyện có một cơ sở làm trụ sở văn phòng giáo hội để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Ủy ban nhân dân huyện Đại Lộc cũng đã trao bằng tuyên dương công đức và bằng khen đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đại Lộc và các tổ chức cá nhân có đóng góp tích cực cho giáo hội và xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, các cá nhân cũng nhận bằng công đức của Giáo hội huyện nhà.